đang tay nhau đứng vòng quanh lửa trong hôn xanh gió đưa bóng đang quay lại cùng cầm tay hai tăng lên tay lửa xanh xua tan bóng đêm hai đêm tan một thái bóng người đời ta thương bao quần bộ ta mau cố chất cây khô vào đây luôn chung em về nhà em cây khô khô mà cứ giống giống nhâm diếm món rau muống xào tỏi không thể nào thiếu được mỗi bữa ăn của tôi mà hai cha này gặp lại cha phát hiện ra cha phanh phui ra cái chuyện đó của tôi. Đến bây giờ ngậm ngùi quá tôi không biết làm sao để tôi hỏi chứ anh làm như vậy là bán tù chức người ta nội là không cho ăn thịt hay sao mà phải đem rau muỗng như vậy. Ramu sorry tôi mới học tiếng Huệ thôi, tôi ở Huệ mà ba mà tôi không có dạy tôi tiếng Huệ, tôi ở Sài Gòn lâu quá tôi quên, sorry. Mắt trong xa trường biển xa mở lòng ra giữa cao vời bao dung độ lượng chỗ này lạc lạc vậy bỏ đường vô bỏ đường vô mở lòng ra giữa cao vời bao dung độ lượng yêu đời chẳng may có thời để dệt thơ say em ơi em mãi những ngày đẹp thơ trẻ xinh hết. Một hai ba bốn năm sáu bảy lu lu la lu lu la lu la lu la lê lu la lu không xong rồi càng khôn thì càng ngu chứ sao nữa lu la lê lu lu la lu lu la lu la lu la lê lu la lu la lê vâng đúng rồi đầu đắng quá bắt đầu cái tay phải vô nào đầu một rồi mà không có bệnh nhân nào cả, ế ẩm thế này thì làm sao có đóng tiền thuế đây? Ô kìa có một bệnh nhân rồi hay sao? Ôi mừng quá. Đi đây giờ bệnh. Bà đi khám bệnh hả bà? Trời ơi may cho bác sĩ giúp. Ở trời mày quá, bà vào luôn đi. Từ sáng giờ phòng mạch đông lắm mà may bà tới là vắng thế này tự nhiên là hết. Không, từ sáng giờ là có 95 bệnh nhân rồi đó. May mà bà tới giờ này không phải chờ đợi. Rồi đi. À, cô đây hả? Trời ơi. Cô có thầy nữa. Bà đến dạ. Đây có chi không? Dạ chào bác sĩ. Chào bà. Bà có bệnh gì đâu không mà đến đây? Dạ không phải. Em có bệnh. Bác sĩ ơi mà cái thằng nhỏ
nhỏ. Trời ơi, cái thằng nhỏ không biết làm sao mà sao cho nó bú hoài á, mà nó không sổ sữa. Chắc là xíu dinh dưỡng rồi. Thôi giờ bà đi theo tôi vô trong phòng rồi cởi áo ra tôi khám. Dạ. Mở cửa. Ơi thôi thắng rồi. Trời ơi, áo lại cái coi. Trời ơi. Trời ơi bà ơi, tôi đã mà khám bà đến khám bà luôn rồi mà cũng thấy mà thằng nhỏ này cũng không được khỏe nữa. Bị sao bà biết không? Sao? Bị bà đâu có sữa đâu. Trời ơi, bác sĩ nói gì vậy bác sĩ? Bác sĩ biết tôi ai không? Ủa bà là ai thằng nhỏ? Trời ơi, tôi bà ngoại nó sao có sữa bà ngoại. À, xin quý vị một tràng pháo tay cho nhóm Thủ Đức. Này hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn mỗi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi hòa mắt chỉ nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tôi ai, thấy đóa hoa tươi đừng ôm ngôi chiếc đêm nay ngủ, đừng sáng chiều nay để lắm người. Tôi muốn mùi thơm của những hoa mà cô tưởng sương chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua, nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, ấy nghĩa là yêu quá mất rồi, mà nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Đắng bà không có ở nhà mà dám ra đây tán gái đó hả? Mà nghĩa là em là tất cả, em là tất cả của đời tôi. Are you sure? Dần em dần mà thương thì thương, dần em dần mà thương thì thương. Anh ơi hãy về, dù nhạt nhòa dư âm xưa. Tôi không sao. Kia con bướm bạn, kia con bướm bạn, xe đôi cánh. Càng làm đau càng bận. Ta rồi rơi.
phải mọi người xin chào. Đến thăm Hà Nội, nhưng mà qua những cái nhạc phẩm của ông thì em cảm thấy là Hà Nội rất là đẹp và ông rất là tha thiết với Hà Nội. Những bài hát Hà Nội của ông rất là hay nên là em thích. Thì bài này có tựa là Lãng Đãng Vũ Triều Đông Hà Nội, diễn tả một người đàn ông đã bỏ lại đất nước, một cái mối tình và một cái chiều đông mà thực sự nếu mà là giống như chiều đông của Vancouver thì cái không khí và cái sự lạnh lẽo của buổi chiều đông nó rất là buồn và làm cho cái người đàn ông đó cảm thấy thật là cô đơn vì đã để lại cái nửa của mình ở lại với quê nhà. Đó là ý nghĩa của bài hát Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội. Xin mời tất cả các thầy cô và các thầy cô. Hàng cây lặng cơm, tháp cổ mặc trầm, ta còn chờ ai, nhạc phai sắc nắng, héo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa. Giờ em mong manh như khói, tình xưa giờ như chiếc lá, bay đi phương nào tan tác muôn nơi. Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều, trao cho ta ông nụ hôn lạnh và vòng tay khao khát mong manh. Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa, sương răng trắng niềm mong chờ. Chợt chiều đông lạnh xa đến bơ vơ. Tình anh em ta theo anh lừa chàng lang hai ba. Tình anh em ta theo anh lừa chàng lang. Bây giờ lại cái đầu cái câu gì nha. Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan. Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh có khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. 21 còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng, còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Vì cái đoạn xích cái gì đó cũng nó hơi giống giống mà nó hơi khác chút xíu. Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời. Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời. 2 3 Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời. Quá mỏi lắm. Lửa đêm nay tan 2 1 Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt ly muôn phương ta nguyện đêm lửa thiên xoay sắc khắp chốn, mong mai sau ngọn lửa thiên cháy lên đúc lòng mọi người. Biệt em mà lửa đêm nay ta hay móc, lửa đêm nay ta nhưng lửa thiên còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt ly muôn phương ta nguyện đêm lửa thiên xoay sắc khắp chốn, mong mai sau ngọn lửa thiên cháy lên đúc lòng mọi người. Bây giờ chúng ta hát cái câu cuối thêm một lần nữa cho thuộc nha. Biệt ly muôn phương ta nguyện đêm lửa thiên trôn, mong mai sau ngọn lửa thiên cháy lên đốt lòng. Chúng ta hát lại từ đầu tới cuối quanh đây nha. Rồi cùng hát cùng lửa tay nè. 2 3 Màn đêm luôn lơi đầy anh lửa dần tàn, tình anh em ta theo anh lửa tràn lan. Tình ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt ly muôn phương ta
nguyện đem lời yêu lời dân khắp chung, mong mai sau ngọn lửa thiên trở lên đông đẹp. Thấy không vị? Biết hết rồi, biết hết rồi. What? Đó. À. Yeah. Nhà ngươi lại, nhà ngươi lại. What are you? What? Who you are? Can you speak English or Vietnamese? Vietnamese, please. Mommy. Oh, ông này, ông nói tiếng được tiếng Việt. Tôi thấy hôm nay rất là vui. Thằng chết là chết rồi hay là chưa chết? Chết lâu lắm. Chết rồi, thằng chết rồi mà con còn khỏe hả? Thằng chết rồi sao đi qua đây chi đi chị? Sao làm gì lận cái này ghê quá vậy? Lẽ ra giờ này tôi ngủ rồi. Mà quý vị biểu diễn quá càng hay quá. Anh em bên đó cử tôi qua đây để tham gia văn nghệ. À, vậy có tiết mục nào đâu sao mà